Trên địa bàn thôn 8 xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, có một cây cầu huyết mạch đã gãy đổ. Nhưng hàng ngày, hàng ngàn người dân ở đây vẫn phải đánh cược với mạng sống của mình để đi qua cây cầu. Bởi ngoài con đường độc đạo ấy, họ chẳng còn con đường nào khác. Đã hơn 4 năm qua, gần 3.000 người dân thuộc 3 thôn, thôn 1, thôn 2 và thôn 11, với hơn 3.000 nhân khẩu cùng những cán bộ chiến sĩ khu vực biên giới đóng trên địa bàn phải đánh cược mạng sống của mình khi đi qua cây cầu độc đạo này. Không cần một phép so sánh hình ảnh nào cũng có thể thấy, cây cầu đã hư hỏng một cách thảm hại. Hai dãy lan can gãy đổ, lòng cầu cũng trùng xuống, nước sông ngập gần phân nửa. Giữa cầu những tấm ván ghép ngâm nước lâu ngày đã lỗ chỗ mục nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Không chỉ những ngày mưa lũ, ngày nắng nước vẫn còn ngập, đi qua chẳng khác gì lội giữa dòng sông. Hỏng rất lâu rồi ạ, mà mọi người đi qua đây rất vất vả, nhất là con cả đi học là không dám đi qua. Mà cùng nhiều người đi qua đấy là đã bổ nhiều rồi, người già cũng như trẻ em là đi qua đây là chỉ có xuống rồi rắn và đầy đấy. Mà nhất là trời mưa, học sinh đi học là không dám đi. Cho nên ba con là cùng kiện nghị với xóm, với xà, với huyện là nhiều lần rồi. Mà cùng kéo gọi nhiều lần, họp là về đấy dân đấu tranh nhiều lắm. Mà cầu là vẫn không sửa, mà dân thì rất bất lực vì không biết mà nắng cả. Rất là khổ đi qua cái cây cầu này. Tại đây đã có rất nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra. 4 trường hợp thiệt mạng và nhiều trường hợp khác bị thương. Nhưng có lẽ con số này vẫn chưa đáng báo động để các cấp các ngành vào cuộc. Cái cầu này thì là bị hư hỏng 4 năm rồi. Thời gian hư hỏng là đã 4 năm rồi. Nhưng mà chính quyền địa phương cũng như là toàn thể bà con nhân dân và cấp đảng ủy và chính quyền đã kêu gọi, đã làm đơn. Nhưng mà cũng chưa có sự nguồn vốn nào hỗ trợ để xây dựng tu sửa. Con đường này là con đường độc đạo và cũng là con đường huyết mạch để là trong cái công tác tuần tra của các công chí biên phòng cũng như là người dân khu vực biên giới giữa hai lãnh thổ Việt Nam và bạn Lào. Ước mong lớn nhất của bà con nơi đây là có một cây cầu an toàn để đi lại. Con em đi học chữ không phải nơm nớp lo sợ. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng mỗi lần đi tuần tra không còn gặp nguy hiểm. Hy vọng các cấp các ngành có kế hoạch đầu tư xây dựng cầu, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của bà con. Đặc biệt là tránh được những thiệt hại về con người khi mùa bão sắp đến. Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.